Rồi, ngồi xuống ghế. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi, bây giờ mời hai bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân của mình nha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Phạm Minh Dư, quê ở Ba Sơn, Bình Định, sinh năm 1989. Hôm nay em đang làm cơ khí ở Đồng Nai. Ba mẹ là còn ở ngoài quê? Dạ, ba mẹ em còn ngoài quê. À, rồi. Tây Sơn, Bình Định hả? Dạ. Biết cởi voi đi quyền gì không? Dạ. Ờ, cái đó của phụ nữ. Dạ. Biết võ gì không? Quên hết rồi chị. Quên hết rồi, à là có biết hả? Mình có thường hay về thăm quê không em? Dạ, Tết em về một lần. Tết về một lần? Dạ. Rồi, ok. Mời em gái. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Hồng Thấm. Em 25 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em đang ở Hồ Chí Minh, nhưng mà quê em là ở Bình Định, ở Tuy Phước. Ủa, hai bạn hỏi thăm nhau có ở gần nhau mà quê không, dù khi bà con à? Dạ, Tuy Phước xa hơn Bình Định, Tây Sơn nhiều. Chỗ em Tây Sơn xuống với Tuy Phước 50 cây số nữa. 50 cây số đi có một tiếng đồng hồ gì đâu mà xa hơn. Có hay về quê không em? Dạ có ạ, một năm em về 2-3 lần. Người ta gái người ta năm về 2-3 lần, mình trai bởi vậy không có hiếu không về thăm ba mẹ. Năm về có một lần. Tết năm nay hai bạn rủ nhau về chung được không? Dạ chắc được. Mình ghé thăm nhà bạn gái trước rồi mình về nhà mình sau, hợp lý không? Dạ, rất chi hợp lý. Rất chi hợp lý luôn. À, hiện tại mình làm việc trong này là mình ở đâu? Dạ, em ở quận 12. Rồi biết lên tới quận 12 là bao lâu không? Lâu. Lâu. Năm mươi mấy cây hả? Đó, năm mươi mấy cây. Hồi nãy ở quê ổng năm mấy cây mà ổng nói sao quá à. Ở đây năm mấy cây rồi giờ yêu nhau sao đây? Tuần em lên lần, hai lần. Xa quá mà đi tuần đi hai lần đi nổi không? Cách nói chị, cách nói chị. Yêu với lại tình yêu bây giờ sướng lắm, có công nghệ hỗ trợ mà đúng không? Ngày ngày nói chuyện rồi nhìn mặt nhau cũng đỡ nhớ. Tuần lên thăm lần hai lần được rồi, em có ngại yêu xa không? Dạ không chị, một tuần gặp một hai lần là được rồi. Gặp nhiều quá mau chán phải không? Dạ không, em không thích người yêu với mình gặp nhau nhiều quá. Sao vậy, gặp nhau mới hiểu nhau, mới nhanh chóng tìm hiểu rõ mới tiến tới hôn nhân được chứ. Em không thích kiểu hơi dính nhau em thích. Nhưng mà em nghĩ trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu mình mới tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em định năm sau cưới. Em thấy sao? Em thấy hợp lý. Nhưng mình đã sẵn sàng những cái gì cho hôn nhân chưa? Dạ cũng có chút rồi. Cũng có đủ cho được đám cưới. Đủ đám cưới không? Dạ đủ ạ. Rồi hiện giờ ai giữ? Chị. Chị giữ hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em cảm thấy thật sự là em cảm thấy em rất là tự ti. Em không được xinh, rồi dáng không được cao, không hát, không biết hát, không nấu ăn giỏi, em cũng không biết đàn, em còn không giỏi ngoại ngữ. Cho nên là em cảm thấy em hơi tự ti về bản thân. Nhưng mà em rất là dễ tính, nói chung là bạn bè nói sao cũng được hết. Rồi em không có kiểu nhõng nhẽo hay mè nheo người yêu, em cũng không có kiểu quản lý hay là thích dính lấy người yêu của mình. Em rất là dễ chịu nên người yêu rất là nó tự do thoải mái. Mặc dù em nấu ăn không giỏi nhưng mà em rất là thích nấu ăn cho người yêu mình hoặc là nấu ăn cho gia đình. Em thích làm bánh hay làm kem, làm sữa chua này nọ cho gia đình ăn. Thế là thay quá rồi, tự kể vô kể nguyên một loạt cái điểm yếu nghe hết hồn. Còn điểm mạnh gì nữa không? Em nghĩ là em biết quan tâm người khác. Chỉ cần, thật ra đàn bà đâu cần giỏi lắm đâu. Giỏi lắm là ế giống như chị Tường đó, không cần thiết. Đàn bà chỉ cần yêu thương chồng, chăm sóc chồng, ngọt ngào, dịu dàng là được rồi. Em có mấy cái đó không? Dạ em nghĩ em có. Đó, vậy là tuyệt vời rồi. Ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử mới hiếu cầu. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em điểm mạnh thì rất thích chơi thể thao, cũng biết nấu ăn chút chút. Công việc với bạn bè, nhiệt tình, rất nhanh hòa đồng với người lớn rồi. Rồi, đó là điểm mạnh. Dạ. Điểm yếu, nóng tính. Dạ. Lúc nóng tính thì em sẽ làm gì? Thường thì ai sẽ làm em nóng tính? Cảm giác mình bỏ đi một lúc mình quay lại. Vậy thôi hả? Vậy thì cũng đâu có gì đâu. Trong công việc có lúc mình áp lực thì mình cũng phải lớn tiếng chút xíu. Vấn đề mình biết kiềm chế. Dạ em biết kiềm chế đó. Có kiềm chế không? Dạ có. Có cái nào nóng quá quýnh ai chưa? Dạ chưa. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Không có mối tình nào chính thức hết cả. Toàn là mới quen được thời gian là tự nhiên đi ly, đi lấy chồng hết rồi. Trời sao ông mát tay dữ vậy? Quen ai thì người ta đi lấy chồng hết trơn luôn hả? Mấy bạn em nó nói em là thằng mát tay. Cô này cô muốn lấy chồng năm sau cô lấy đó, em quen giùm cổ rồi năm sau cô đi lấy chồng giùm nha. Được không? Lấy em được rồi. Lấy em được rồi. Em phải làm sao cho người ta cảm thấy là tình yêu nó chín mùi, đủ sự tự tin rồi, đủ sự cho ta yên tâm, ta nương tựa, người ta mới lấy em. Có tìm hiểu là lý do tại sao mà mình không quen ai được lâu không? Chắc là một phần em cũng nhát mà. Nhát quá. Rung em không nói gì hết. Nhưng mà những mối quan hệ đó nó thân mật đến mức độ nào rồi? Chưa. Nắm tay chưa? Dạ có. Hôn chưa?
Quên cảm giác đó chị. Quên cảm giác đó là sao? Không quen mà lâu quá rồi thì đi người ta lấy chồng mất cũng quên mất. Trời đất ơi, là coi như lâu lắm rồi không có được hôn, giờ quên cảm giác hôn luôn. Dạ. Rồi biết hôn không? Biết. Mình có nhớ nụ hôn đầu của mình là từ lúc nào không? Mình quên rồi, lâu quá. Cái gì cũng quên hết trơn vậy trời. Mình thích nam hay nữ mình nhớ không? À, thích nữ chị. Ủa sao cái đó không quên? Phụ nữ giờ người ta không có thích đàn ông mà mày nhát quá đâu. Thời buổi công nghệ, nhịp sống rất là nhanh đó. Người ta nói là lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Em chậm quá rồi người khác đi ngang quốc có tiêu còn đâu nữa. Đúng không? Chứ bây giờ người ta thương em, đầu tiên ta thích em đó, thấy em chân thành hiền lành đó, rồi người ta quen với em. Mà cứ em cứ sầu quần hoài, em không có vô gì trọng tâm hết trơn. Không tấn công, không tìm hiểu, không quan tâm, không nói chuyện. Cái anh khác anh vô, anh đến tới sau mà anh quốc cái đi mất tiêu rồi còn đâu nữa. Rồi còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là thời còn đi học cấp 3. Còn mối tình mới đây là chia tay cũng hơn 2 năm. Mối tình gần đây là vì người ta học chung lớp với em thời ở Sài Gòn này, xong rồi tại vì em thấy người ta rất là thương em, mà lúc đó em cũng không có thấy thương ai hết, nên là cái sự cảm động khiến em đồng ý là người yêu của người đó. Xong nhưng mà khi mà chấp nhận lời yêu rồi thì em phát hiện đó là một quyết định sai lầm. Tại vì khi một khi đã không có tình cảm rồi mà yêu nhau, với lại ảnh rất là ghen, lúc nào cũng muốn kiểm soát hết, cho nên là em không thể chấp nhận được. Tinh thần trước mắt là thấy là tạm ổn. Dạ. Nha. Còn cái chuyện mà hồi nữa tính sao? Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai lớn tuổi hơn em. Rồi có hơn 5 tuổi được chưa? Dạ được. Rồi. Cao hơn em, cái tầm 1m7 trở lên thì được. Được. Này 1m7 không? Dạ, mấy sao sao. Nhưng mà tướng tá đồ cũng vừa vặn hợp lý, được. Dạ. Dạ, em thích con trai có tính kiếm của mình, đừng có phụ thuộc vào người khác. Em muốn người con trai có công việc ổn định, làm có thể gần em. Mặc dù ảnh ở Đồng Nai có thể là hơi xa một xíu, nhưng mà chịu khó chạy lên thăm em cũng được. Thì đó, ảnh nói 1 tuần lên là 2 lần đó. Dạ, em muốn người con trai biết tôn trọng cha mẹ hai bên và tôn trọng người khác nữa. Còn những cái điểm xấu như là hút thuốc thì em không thích, nhưng mà em vẫn có thể chấp nhận được. Cô cũng rất là dễ chịu đó. Sau này em tính sẽ lập nghiệp, sinh sống là lập nghiệp ở đâu? Nơi nào mà phù hợp với công việc của hai người thì nên nơi đó sẽ lập nghiệp ạ. Cái đó là cũng một cái ý kiến hay. Mình cũng không cần quá cứng nhắc là tôi phải ở thành phố, tôi phải ở quê, tôi phải ở đâu. Tại các bạn còn trẻ, mình còn sanh con đẻ cái nữa. Nơi nào kiếm tiền được thì mình ở thôi. Dạ. Thế em có ngại lấy chồng phải đi theo chồng không? Dạ không chị. Còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Ưa nhìn, không có xăm chỗ và tóc vàng quá nhiều, phải biết kính trên nhường dưới, tôn trọng hai bên. Biết nấu ăn nữa là đó. Thì cô nói cô rất thích nấu ăn, có điều cô nấu không có ngon. Vợ nấu sao ăn vậy nha? Không, chiều cao chỉ trên 1m55 là được rồi. Rồi số đo 3 vòng rồi. Thôi đừng có mập quá, chỉ nấu dễ nhìn. Biết giờ số đo 3 vòng của phụ nữ như thế nào là lý tưởng không? Em biết. Ông hiền quá ông ơi, ông đi coi mấy chương trình thi hoa hậu người ta đọc 90, 60, 90 rồi đó. Phải hoa hậu khác chị ơi. Bạn gái thì mình kiếm vợ như thế nào là đẹp? Chị dễ nhìn ra ngoài, người ta nhìn thấy dễ thương là được rồi. Chứ còn mà đẹp quá, đừng xấu quá, khó coi. Coi vậy chứ dễ mà khó, khó mà dễ rồi nha. Đâu chị coi coi. Rồi tìm đi, có ảnh ở chậm á. Em đây, hai tấm hình này cũng có cổ ở chổng luôn đó, tìm đi. Mình có thể cho nhau một cái gợi ý đi. Em có thể nói cho anh nghe một cái gợi ý để anh tìm ra em coi nè. Dạ, tóc em dài màu đen. Tóc dài màu đen, tóc ai cũng dài hết nghe cưng. Rồi bên đây, cho cổ cái gợi ý cô kiếm em nè. Đừng nói có hai mắt. Mắt một mí. Mắt một mí, như hai anh một mí luôn phải không? Dạ, em nhìn vô là em thấy em biết rồi chị. Đâu? Bên này. Tại sao em đón anh đó? Thứ nhất là nhìn vào độ tuổi, cảm giác, với lại nhìn hai bức hình em đón. Hay quá. Còn em, rồi bên đây là cô nào? Đây. Hay dữ ta. Rồi bây giờ các bạn hãy cầm tấm hình của mình đi nha. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra và chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã đoán đúng cái người ngồi bên cái cửa trái tim bên kia hay không. Xin mời các bạn. Hay à, cặp đôi này rất là nhanh chóng nha. Dạ. Chào em. Hay quá ha, chúc mừng ha. Sao mà nhìn tấm hình mà đoán được liền, hai bạn đó hay quá vậy. Vậy là có duyên rồi đó.
Dạ cũng có, coi như là có duyên. Có duyên rồi, có tặng quà nhau không? Dạ có, để em có chuẩn bị một món quà tặng anh. Có quà. Dạ, em cảm ơn. Em tặng cho anh đây là móc khóa. Đây là móc khóa cặp. Em tặng cho anh cả hai luôn. Đỡ, ví dụ như sau này mà chúng ta thành một đôi á, thì anh tặng lại cho em một con. Còn nếu mà chúng ta không có duyên thì coi như đây là quà em tặng cho anh và người yêu tương lai của anh. Trời ơi. Cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn. Thấy món quà người ta có ý nghĩa không? Em có cảm nhận như thế nào về món quà của cổ? Được cặp, rồi đi đâu nó là thấy nhớ nhau. Em cảm thấy món quà là như thế nào? Rất ý nghĩa chị. Còn em, lý do tại sao tặng bó hoa này cho cổ có ý nghĩa gì không? Lý hoa màu tím. Màu hồng là tượng trưng cho cái tình yêu. Màu tím đâu? Màu hồng lộn. Ờ đó coi cái màu này ông bị mù màu cái hoa vậy mà ông nói màu tím tôi hết hồn tôi lật ra coi màu tím đâu? Màu hồng. Tới giờ tặng hoa cho nhiều người chưa? Dạ chưa. Ít khi em tặng hoa người khác, gái nó không có dịp, nó trúng được dịp mà ngày lỡ này này nọ là nó không đúng tới cái lật hoa. Sinh nhật thì nói được cũng có còn lâu lắm rồi. Từ khi mà 4 năm nay là không có tặng ai. Coi như em cũng may mắn lắm mới nhận được bó hoa của ảnh đó. Dạ. Kéo cái cánh cửa này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là gì? Em gái. Em không biết tính cách như thế nào tại vì chưa gặp, nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài thì em cảm thấy anh rất là chững chạc và trưởng thành. Còn em? Cô hai rất dễ thương. Cười hiếp cô mắt luôn ha. Nhưng mà phải tự tin lên nha. Đầu tiên là người ta thấy ấn tượng tốt về mình á, nhưng khi tiếp cận mình nhát quá là người ta lại chán đó nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và trang trí rất là bắt mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm. Đây là món bánh bao xá xíu nướng nè, món hủ ki tôm hấp dầu hào và bánh bột củ cải chiên trứng. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Dạ. Rồi một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Em nghe. Dạ anh biết ngã tư ga không? Nghe quen, chưa đi. Thế nếu mà anh gặp em thì anh sẽ được đi ngã tư ga. Có thể chút nữa anh đi luôn. Chút nữa. Hoặc là thật đi ra đường đó thì anh cũng về đường Đồng Nai. Về được. Anh đi qua quận 12 về Đồng Nai ạ? Có cầu vượt Linh Xuân á. Dạ em không biết ở đó. Tại vì em ít đi chơi lắm. Em chỉ ở đâu thì em biết ở đó thôi. Thì chút mà dẫn anh đi thì anh biết à. Đi sao được. Em thấy tuổi của anh 89 giờ cũng hơi lớn rồi, nhưng mà vẫn đâu có lớn tuổi lắm. Là đối với con trai thì đã là 40 tuổi vẫn cưới vợ được mà. Dạ, đúng rồi, nhưng mà ba mẹ thì cũng lớn rồi mà cũng muốn cho con cái nó xong hết rồi. À, em làm á thì em làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật em nghỉ. Nhật anh được nghỉ mà. Dạ, nếu mà gặp nhau, nếu mà có duyên quen nhau thì có thể hẹn vào nhau vào thứ chủ nhật được. Lúc có thể thì thứ bảy lên sớm. Chiều thứ bảy lên sớm thì chủ nhật mình khỏi phải lên chờ đợi nữa. Tại sao lại lên chờ đợi ạ? À, đi được xa thứ đó vừa chỉ lên tới đây là 8-9 giờ rồi. 9 giờ không phải tới đi chơi đâu đó nữa. Dạ. Còn nếu mà em thích thì chủ nhật lên thì phải sáng đi sớm. Cái đó thì sau này mình quen nhau thì mình sẽ bàn tiếp chuyện đi chơi ha. Sao ngon không? Rất là ngon. Rất là ngon luôn hả? Dạ. Rồi rất là ngon, mình cứ thưởng thức ha. Nãy giờ bạn này có chủ động không? Dạ em cảm thấy em chủ động nhiều hơn. Chết rồi. Giờ biết cô thích hẹn hò như thế nào không? Bây giờ giả tỷ bấm nút nè, bây giờ hẹn hò đầu tiên là hẹn hò như thế nào, ở đâu? Em là thích đi xem phim hay là đi du lịch nào đó không? Tất nhiên là thích đi xem phim với người yêu rồi, ai người con gái nào cũng vậy hết. Đây là những câu hỏi của chương trình. Mời các bạn hãy bóc một lá bài và đọc lên yêu cầu trong này để mình thực hiện trong nó nha. Dạ. Rồi mời em. Bạn hôn người yêu lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Cảm giác lúc đó và kinh nghiệm hôn của bạn là gì? Hôn người yêu lần đầu thì em quen người yêu của em năm lớp 11, nhưng mà mãi đến lớp 12 mới hôn. Tại vì lúc đó tình yêu nó còn ngây thơ trong sáng, kiểu như không biết gì hết chị. Cho nên là lúc hôn thì cảm giác đầu tiên hôn là hơi bất ngờ một chút xíu, cũng hơi ngại.
mà em cũng kinh nghiệm hôn thì tụi em chỉ có hôn bình thường thôi, không có hôn sâu hay là có kinh nghiệm gì hết chứ. Cổ thiệt tình vậy, thấy người ta miêu tả chi tiết dễ sợ không? Rồi bây giờ có nhớ được cái cảm giác của nụ hôn đó nữa không? Dạ, cảm giác thì nó rất là bất ngờ, với lại cảm thấy rất là ngại ngùng. Hôn rất là nhanh rồi đi luôn. Ai là người chủ động? Là người yêu của em. À, người yêu của em chủ động. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ? Gặp nhỏ đã nhát rồi, hỏi nhỏ ngay câu quan nghiệt ghê vậy. Hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt. Rồi, em chú ý phần nào của người phụ nữ ngay lần đầu tiên gặp mặt? Gương mặt. Lý do tại sao chú ý đến gương mặt? Thường người ta phải chú ý đến cái body. Chú ý đến cái body. Không, ánh mắt là cái cửa sổ tâm hồn. Người ta nhìn vào thấy người ta yêu từ một ánh mắt, một cái nụ cười. Rồi bây giờ em nhìn cô này thì ánh mắt và nụ cười như thế nào? Rất chi là xinh. Rất chi là xinh, rất chi là hợp lý, rất chi là xinh. Chính vì vậy tôi bonus thêm một tấm nữa. Cô hỏi hóc búa rồi đó. Gì đâu hóc búa. Bạn nghĩ đêm tân hôn gì vậy? Bạn nghĩ đêm tân hôn quan trọng không? Ai sẽ là người chủ động theo bạn? Suy nghĩ dữ vậy? Đêm tân hôn là phải quan trọng rồi. Ừ, vậy có đâu suy nghĩ dữ vậy? Ai là người sẽ chủ động? Quan trọng là quan trọng như thế nào? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Mà nó quan trọng như thế nào đối với em? Cái này cũng hay. Rất chi là hợp lý. Rồi giờ giải thích cho tôi coi, đêm tân hôn làm gì, cầm cái gì coi hoài vậy? Nam chủ động chứ. Nam chủ động chứ, mà mình phải biết làm gì mình mới chủ động được chứ, đúng không? Chị Tường nói đúng không? Dạ. Chị Tường nói hợp lý không? Hợp lý. Rất ư chi là hợp lý. Chắc là ép hỏi nên nó xỉu quá. Để theo như em gái là đêm tân hôn có quan trọng hay không? Dạ, tất nhiên là quan trọng. Nếu như đêm tân hôn đặt trường hợp người chồng em bị động, không có chủ động thì em phải làm sao? Đi ngủ. Rồi sao nữa? Đi ngủ thôi. Để cho anh tự thức tỉnh chứ phải không? Chừng nào anh chủ động thì chủ động, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em không thích là người chủ động. Dạ. Rồi, tôi nghi cặp đôi này đêm tân hôn ngủ quá. Có món quà gì tặng cho cổ không? Thì em biết hát vô lắm, còn đẹp thơ. Ồ, vậy làm thơ. Sưu tầm rồi, miễn đọc nghe rồi, thuộc được rồi. Mời em. Đường đến trái tim em như một hàm số, cuốn vòng vèo như đồ thị hàm sin. Anh lượn theo tọa độ của trái tim, mở khổ nghiệm có tình em trong đó. Diệm mi mịn màng nghiêng một gấp âm pha, tóc em dài như định lý bua nha, môi em đường tròn hàm số cốt. Em ơi đừng nói anh là đồ ngốc. Sinh nhật em, anh tặng trái cầu xoay và đêm Noel hình chất cục trên tay. Anh dâng cho em cả trái tim phổ thức. Mãi mãi em ơi, phương trình mẫu mực. Em là nghiệm duy nhất của đời anh. Trời ơi là trời. Thơ tỏ tình cầu hôn thì 1 tỷ bài thơ. Ông chọn chi bài thơ có toán học rồi vô nghe nó rối. Tôi ghét môn toán muốn chết. Tôi học dốt mà tôi nghe bài thơ của ông tôi mệt ghê luôn. Bởi vì dân cơ khí chán ghê luôn. Cô khang quá, không có cảm xúc, không có tình cảm gì chưa vậy. Lãng mạn xíu của ông. Cố gắng quan tâm đến cổ nhiều chút xíu nha. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường đã dành cho hai bạn rất nhiều cơ hội. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu hai bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Hỏi đủ cô bấm nút rồi sao? Hơi tiếc. Nhưng bây giờ vui đi vì cô bấm rồi. Cười tươi lên. Nắm tay nhau đi nè. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Giờ sao ai chủ động? Em. Còn làm đi, còn chờ gì nữa? Không. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nói chứ dạ, cặp đôi này dễ thương lắm. Cố gắng nha, ảnh có nhát quá thì em cũng khơi khơi cho ảnh chút xíu. Thật vui cho ảnh nha. Dạ. Đây xin. Dạ chị dạ, ơi, chào mọi người. Buổi cách tin của bạn muốn hẹn hò ha. Thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi này, câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha. Chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. À, mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở, quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh.
Do tính chất công việc á, thì hiện tại nên mình ra đảo, mình côn đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi mà, và hiện tại mình có một bé trai năm nay cũng được 15 tuổi. Nghề nghiệp của chị Mình là gì? là mình làm trong cái ngành khách sạn và buồng phòng, là khách sạn buồng phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên buồng phòng. Rồi. Chị có thông được bao nhiêu lâu? Mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại tới bây giờ luôn vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm Oh, 15 năm. Rồi, chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? Vấn đề là tụi mình là học sinh học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn chung chợ chung ngồi chung bàn và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình, có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Là Ủa chị anh ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần một năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng đúng rồi, vẫn còn đang sống chung. Còn chị thì nuôi con. Cũng đúng, tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai, nhưng mà mình nghĩ là do trời, mình một bạn người nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi, và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được, mình Đó vẫn có sao trách mà nhiệm. đó, mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi, Trời ơi, thế mà vẫn chưa bị nghiệp tại quật hả vì chị? nghiệp quật rồi. Tại vì biết là tại vì họ giống như là gia đình họ là người bắt cóc, họ nghĩ là anh cậu bé anh chàng đó là đã là con trai thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà thì có một anh con trai, nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á thì mình đâu biết mình mang thai, tới lúc mà xong xuôi hết trơn á mình mới biết mình có, thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm Nhưng đôi mà khi họ ý quay là vậy lại. thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị là bỏ con đi ấy hả? Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó. Nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi chứ tốt thì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác Thôi em đó. không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi. Nghiệp quật sao rồi chị? Mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp Ôi. quật Thế thôi. rồi. Hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3 4 tháng mà
lựa vào thời điểm mà ít khách vé máy du bay đủ, khách du lịch là mình bay về. lịch. Chị ra Giá đấy rẻ làm đấy, lâu chưa? cũng được 1 năm rưỡi rồi. À, mới ra đó 1 năm rưỡi thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố, tại vì do cái À. thời điểm là do bị dịch bệnh á, cái cho À. là thành phố đóng cửa không, cái vừa mới cái thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển nên là bay À. ra đi làm, vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á, dịch Ừ. nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình Ừ. làm đi luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi, tại vì mới Tết, Tết vừa rồi mới về nhà mà, tại vì Tết vừa rồi mới về nhà ấy xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là tiếp chị rất là thẳng thắn, nó yêu thì yêu mà không yêu thì nó thẳng, chứ đừng có mà nó cả hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mất ước lắm. Ai làm chị biết ước? Mà làm chị khó chịu là chị mất ước. Mà dễ xúc động, dễ dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm, nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm mà. Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thực sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh, chị không có khả năng chị có con nữa, nên là lúc trước chị cũng có quen nhưng mà người ta đòi hỏi là có con nhưng mà chị không có con được, nên là quen chị sau này là khó có em bé lắm đó, Chị nói chung là về không vô có em sinh bé chính xác nữa, đúng không? không có sinh, không có khả năng đẻ nữa. Gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì ngưng lâu Mà quá rồi. không, chị vô sinh lâu rồi, tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai, mà chị vẫn có người mới, chứ xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con, nhưng mà chị quen nhau gần cả 5 6 năm mà không có em bé luôn, cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé, thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới, thì tìm được người mới thì đụng vô là có bầu, bây giờ ta có 3 4 đứa con rồi đó, là chị biết là chị bị vô sinh nè, chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà họ người họ vẫn muốn quen, thì kết quả không như họ mong đợi nên là họ mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát hò thì được không? Hát dở lắm, không có năng khiếu gì cả. Không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh đàn ca gì, không có biết, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được đó. Chứ còn mà năng khiếu thì cũng có thôi mà. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất Cũng là không không biết bắt nữa, chị sinh tại con vì này. Rồi, tìm nữa. đóng cửa lại giùm luôn. Rồi ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy Tiết cũng ổn, giống như người biết lắng nghe Tiết. Tiết Thời có tuổi một tác cái thì nhược bạn trai điểm sao? trên tuổi Tiết nha, hơn tuổi Tiết cũng được. Nói hơn là bằng tuổi chị ha.
Và lúc lắng nghe tiếng là càng thích, cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó có những cái mà cái chị áp lực đó, chắc muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự nghe mình nói, thì là đó cũng là một điều hay, biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? À, nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao, 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? Ở 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chị giờ chị cao tới 1m83 đó, miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó, đừng có lùn hơn chị, không cõng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok, là Phải nếu cõng mà được chị. 6 múi thì đừng tốt. Nói chung là phải cõng được Cõng chị đúng không? cũng phải cõng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cõng được chị đúng không? Đúng rồi, chị bữa chị cũng quen một anh chàng hết rồi, đâu có cõng được đâu, bụng muốn chết luôn. Rồi công việc của bạn trai thì chị có yêu cầu không? Hả? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì Không, tại vì mỗi người có một cái sở thích mà. Chị thì không? công việc của chị là buồn phòng, thì chị không có bao giờ chia tay công việc của người khác. Mỗi mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận nhé. Nhà quận nhất. Dạ rồi. Ok chị Tuyết ha. À, có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều. Em chào chị. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản của bản thân mình, họ, tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị. Em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83. Em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà. Và em ở hiện tại ở là ở Thạch Thất, Hà Nội. À, Thạch Cát Hà Nội rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? À, điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ. Thế thôi ạ. Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này mình em nhé. Ví dụ như vậy là đối diện với người khác giới mà người ta nói mình cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủi thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con. À, mấy tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? À, nói chung là em kết hôn năm 2007, thì sinh năm 83 nha. Em này kết hôn với chồng em là năm 87 thôi, thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Thì đến năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu, đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai. Thì đến năm 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất, mất năm nay là 8 năm. Với lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay chương trình thôi thì em cứ liều em tham gia thôi, còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1,
và cháu nhỏ mới được 17, 18 tháng ấy. Cho nên là em cũng thực sự là em chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc với gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở là bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh, các cháu còn học thì em sợ là em sắp xếp được để có người. Dạ vâng. Có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé, tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi á. Dạ vâng. Đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé, để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, tận ở chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có ạ anh. Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành các, tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À, thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ. À, thế à? Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa? Hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu? Thì như thế nó cũng vẫn không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. Vâng. Và bọn em cũng không muốn làm như thế. Dạ. Chứ không, cũng không muốn là người chơi tham gia liều tham gia này kia. Nếu như thế mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn, chứ em không phải là bây giờ em vẫn cố là em ý định đấy. Dạ vâng, cho bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình nhé. Dạ, em muốn là không cần quá giỏi quá tài, nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành và người ta người lớn một chút, cho em có thể cùng chăm lo con được với em. Thì những cái tiêu chí khác thì em không cần là phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả, ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là lo được cho ba mẹ con có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho cả cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không ạ? Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có ạ. Độ tuổi từ 50 trở về. Bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có cái người có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị? Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ. Chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gánh vác được gia đình như người khác, người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ, vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ. Thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không dám nghĩ đến điều ai và lấy ai. Rồi ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen, nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào ghi hình của chị nhá. Dạ vâng ạ. Đó, em cảm ơn chị nhiều ạ.